À, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách sử dụng cái dư điện này do những người mới mua về bắt đầu sử dụng. Như vậy như mình nghe nói là cái này để có thể lưu trữ điện trong những trường hợp khi bị cúp điện đột ngột hay là do đang làm việc bỗng dưng điện quá tải như là ổ dao tắt đi khiến cho bỗng dưng bị điện quá tải. Và ra rồi là máy mà ra là phải sập nguồn. À, với điều kiện này mình sẽ hướng đến các cách sử dụng đó. Hoặc là ai đó khi cúp ra cúp nhầm chỗ, nếu có nhờ có cái này thì sẽ có thể tiếp tục dùng để duy trì được thì làm đó. Nếu các bạn thấy bây giờ tất cả đạn mà đang cắm không thông qua điện này đó, đang cắm trong nội điện khi mà mình rút ra là tắt hết. Đó, tắt hết đi thì không được gì được. Đó là tất cả mọi người tắt hết điện luôn thì sẽ không thể duy trì được. Vì vậy, khi mà chúng ta mua về một cái đó, người đang cắm sạc thái không thông qua điện nhé, thì nếu mà mất điện sẽ tắt hết việc, sẽ không thể duy trì được, việc làm sẽ bị gián đoạn hết. Nhưng nếu mà mua, khi mà chúng ta mua thêm cái này về, test về thì có thể tiến hành rồi cắm tiếp vào đây. Đó, cắm hết vào đây. Đó. Bây giờ mình sẽ cắm vào cho các bạn xem cái tên cắm cái đồ mà mình hay cần thiết. Đó. Đây. Cắm màn hình vào này các bạn. Đó. Và sau đó ta sẽ cắm cái loa này. Loa thường hợp chỉ cần thiết nhé các bạn. Đèn này. Loa này thì thông thường mình hay dùng thôi. Cần nhất là cái đèn này. Khi dùng thì phải nhiều muốn thắp sáng. Nhưng mà không có điện. Mua cái này thì chắc chắn là thắp sáng được rồi. Nếu mà mua cái này nếu có thì chắc chắn là có thể thắp sáng được. Đấy, vừa cắm vào như vậy. Đấy. Đơn giản. Đấy, đấy. Như vậy là thành ra đã. Ví dụ như mình cắm thế đã xong. Bây giờ định lưới vào, giờ mình chưa cắm vội. Cái này là phải cắm laptop này. Rồi không có dùng. Tự dụng như là thì vẫn kiểu như vẫn còn chưa thay. Mình cắm vào, mình cắm trạng thái. Bây giờ mình cắm điện lưới đó. Tạm thời chưa cắm điện lưới vậy, mình sẽ bật lên xem có lên không. Đó à, gì này? Đấy. Để đèn sáng rồi mình bật lên. Và sau khi mình đóng cửa để tránh bị bản quyền mất vì để vì có nha. Dưới kia chẳng may nó là bản dính bản quyền mất các bạn. Ok, về bật lên nha các bạn. Bật lên các bạn ơi. À quên chưa kết nối điện, chưa được pin. Bây giờ thử. Bây giờ đang nếu mà các bạn lưu ý này. À lên rồi, à lên. Hay. Cứ tưởng là con ấy hỏng vì mới mua về mà các bạn. Đấy, như vậy là nếu có điện như vậy. Đấy, bây giờ hiện tại là đang chưa cắm điện lưới rồi như các bạn. Chưa cắm điện lưới 2V. Như vậy là đang có điện để có thể cắm được. Mà bình thường đấy là chỉ khi mà không có điện thì nó sẽ như này. Và mỗi lần nó sẽ mỗi 25 giây nó sẽ kiểu 30 giây nó sẽ tít tít. Mà chờ tiếng một chút. Đấy thấy chưa. Đó, nó sẽ tít tít này khoảng mỗi 30 giây. Và sau 30 giây là tít tít tiếp. Thì bình thường thì mình ta hay cắm điện. Khi mà có điện thì ta cắm điện lưới vào. Đó. Và điện cắm vào như vậy. Đấy. Nghe tiếng tạch. Nghe tiếng. Trong tiếng đấy tức là đã có điện rồi. Nếu khi có điện thì cái này không kêu nữa. Đấy. Chúng duy trì sáng như này. Đó. Mình có thể cho họ biết. Đấy. Và nếu mà bị cúp điện đột ngột này. Khi bị cúp điện này. Đấy. Thì nó sẽ tít tít này trong vòng mỗi 30 giây. Thì nếu mà để các bạn bật từ các bạn giữ nút nguồn ở đây, giữ nút nguồn trong vòng một thời gian thì các bạn nghe tiếng kêu hay bạn thấy đèn sáng đây thì bạn mới nhả tay ra các bạn. Mình muốn mình quên chưa nói là cần làm là bật lên. Nếu muốn bật lên các bạn nhắc lại là để bật lên các bạn giữ nút nguồn trong vòng vài giây để đợi giữ nút nguồn trong vài giây nhé các bạn. Nếu mà thấy đó như vậy là chưa có điện nha các bạn, mình sẽ bật lại có điện. Đó. Đó.
nguồn, đã có, tức là nếu nghe thì đấy tức là có điện rồi, còn nếu là không thường nó tít tít là do nguồn điện các bạn. Thì thông nếu mà muốn bật lên các bạn sẽ phải giữ nút nguồn này trong vòng vài giây. Khi nào các bạn nghe, mình nhắc lại nếu bạn khi nào các bạn nghe tiếng tít, tiếng kêu và cái đèn sáng này tức là thì mới nhả tay ra, tức là nó đã đang khởi động ở đây ấy. Đó, đấy là cách để sử dụng. Và các bạn lưu ý đằng sau này, nếu mà đằng sau các bạn nhớ là đối với những cái loại ABC thì các bạn sẽ phải bắt phải gỡ cái chốt an toàn ra, và thông thường nó hay cắm ở phía cắm ở trên này, các bạn gỡ nó ra như này, sau đó là nắp nó kết nối cắn vào đây, cắn như này, cắn như thế này. Nhưng mà lúc mua về người ta đã gắn sẵn rồi, vì sau khi mua về mình mở ra thấy người ta gắn rồi, không phải gắn nữa. Đấy là cách để các bạn lưu ý khi bật lên, các bạn nhớ cái đằng sau, các bạn nhớ chú ý nhớ cái đằng sau này là phải gỡ cái chốt an toàn ra. Hai cái này, hai cái chỗ này là chỗ chốt an toàn, là các bạn phải nhớ gỡ nó ra, kéo ra, đó các bạn cắn vô như này, cắn như này, đó, để nhiều có điện được. Đấy, bây giờ thì nếu muốn tắt đi, thì các bạn giữ, đến khi là các bạn nghe thì muốn cái tiếng tít nhả ra, mình giữ này. Đấy. Nghe thì tiếng tít thì mới nhả tay. Đấy. Mình vừa nhắc lại này, nếu muốn bật lên thì các bạn giữ phím, giữ nguồn. Nghe thì tiếng này thì các bạn nhả tay. Nghe tiếng kêu và cái đèn đây sáng thì các bạn nhả tay ra, các bạn muốn tắt đi thì các bạn giữ phím, giữ nguồn. Cần khi các bạn nghe tiếng tít thì nhả tay, đó. Nghe tiếng tít mới nhả tay đấy, còn nếu chưa thì nó chưa tắt được. Để ví dụ mình ấn này, đấy, các bạn ấn giữ thế tắt được. Các bạn đợi tiếng tít thì mới tắt đi được, các bạn. Đấy thì dành cho khi dùng đấy, mình ví dụ là mình dùng cái màn hình và cái đèn hai cái này, ví dụ là nếu mua về sẽ có cái này là mình xuất tín hiệu từ con lap, cái này là mình xuất từ tín hiệu con laptop của mình nhé, còn máy này mình vẫn đang lắp chưa bật. Mình chỉ ví dụ hai cái thứ này thôi, để trường hợp khi màn hình dùng cho trường hợp khi mà mình muốn kiểu soi sáng này, hoặc từ khi mà không muốn dùng lắp đi. Đèn này thông thường nếu mà bị cúp điện buổi tối có cái này có thể thắp sáng buổi tối đấy. Mình hướng dẫn cách sử dụng như thế thôi. Chúc các bạn, mình hy vọng là chúc các bạn có thể mua được một bộ ghét mà nó phù hợp cho các bạn, để các bạn dùng và ổ cắm nó phù hợp, và ổ cắm đủ để cho mình cắm. Ví dụ của mình có 4 chân như vậy là đã đủ cho mình. Nếu mà muốn thêm mình dùng thêm một cái mà có mấy chân cắm nó thì sẽ cắm thêm thì cả cầm tắt đi được, tắt đi này các bạn. Đó, cách tắt đấy. Vì cách sử dụng cũng khá đơn giản, các bạn nhớ là như sau này. Cái tiến trình lưu điện này nó sẽ tùy thuộc vào cái phone các bạn sử dụng. Thông thường là nếu mà thì có thể cho bạn xem qua cái ngay đây này. Đây là những thời gian mà sẽ 40W thì sẽ phải mất khoảng 88 phút, 79W sẽ mất 34 phút, nếu chạy 119W thì sẽ mất thời gian là 25.8 phút này. 240W thì mất 8.7 phút, 305W 4.7 phút. Bạn lưu ý là nếu mà số nhiều quá tăng lên thì số thời gian lưu được sẽ bị giảm dần. Các bạn nếu muốn cho nó lưu giữ tài, các bạn để như này đảm bảo không được, mình nghĩ là không để quá số watt là được. Ví dụ mình nhớ để lúc 40 là 88 phút này, như vậy là đủ. Đấy, cái này bạn nhớ nó như sau này. Cái hộp thì bạn nhớ phải để nguyên, không có được vứt đi, không có làm hư hỏng. Bạn nhớ là phải đấy. Ví dụ đây là vị mẫu ví dụ mà khi đầu tiên là khi chưa kết nối thì nó ra sẽ chút này, các bạn gỡ ra, sau đó vô vào như thế vừa xong. Các bạn nhớ là
nhớ cái đấy, đừng có quên. Và các bạn lưu ý đây cho mình chọn quan sát là số quan tùy vào quan các bạn sử dụng đó, lưu ý vào mấy phút đó. Thì bây giờ mình thì lúc nãy mình đã thử, thì lúc nãy mình đã có thử rút cái này ra để xem bao nhiêu phút, thì mình thấy là cần bốn cái này. Mình đã thử cái này với UV này cho cái màn hình và lát này, mình xem thấy là nó đã mất thấy đến số phút gần 45 phút, thì sau 40 phút và gần 45 phút thì mình thấy là cái UV này là bắt đầu kêu tít 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 liên tục, tức là nó sắp, tức là thời gian kín điện, tức là nó sắp hết điện. Với điều cái đó mình đã phải ngay tức bật lại ổ điện để cắm điện, cắm điện mình đã phải cắm lại vì là bật cái này lên để có điện vì là nó rất là ồn. Đó, clip ở đây nha các bạn, mời các bạn đã xem.